Peter là một kỹ sư chuyên nghiệp, anh có một người vợ xinh đẹp và hai cô con gái dễ thương. Con gái lớn Hannah của anh hiện đang làm nhân viên vận hành thang máy. Tối nọ, một vật thể không xác định phát ra ánh sáng đã rơi thẳng xuống thành phố. Người dân xung quanh thấy vậy liền tò mò đến xem. Trong lúc chưa hiểu chuyện gì thì một người phụ nữ đã bất ngờ bị bắn gục ngay tại chỗ. Cuộc thảm sát chính thức bắt đầu. Mưa bom bão đạn liên tục trút xuống biến toàn bộ nơi này thành đống hoang tàn. Sau đó Peter đột ngột tỉnh giấc. Hóa ra tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Thấy chồng thường xuyên bị ám ảnh, người vợ Alice đã khuyên anh đi gặp bác sĩ bởi vì cô rất khó chịu và sắp phát điên vì thiếu ngủ trầm trọng. Nhưng Peter không đồng ý và nói rằng anh tự giải quyết được. Ngày hôm sau, nam chính quyết định tan làm sớm để đưa gia đình đi tới bến tàu ăn uống và vui chơi. Nhưng tại nơi làm việc, anh nhìn vào bàn tay phải đang run rẩy của mình thì bất ngờ xuất hiện ảo giác. Đến khi chiếc máy hàng bên cạnh chập cháy, anh mới lấy lại được tinh thần. Lão sếp mồm lông thấy vậy liền khuyên Peter hãy đi tới phòng khám để chữa bệnh mất ngủ và stress. Nhưng anh bảo mình vẫn ổn và không muốn đi khám, tiện thể xin phép nghỉ sớm một hôm. Nhưng khi chuẩn bị về thì bóng đèn tại nơi làm việc đột nhiên chập chờn không thể lý giải. Sau đó Peter bất ngờ thấy bản thân xuất hiện tại một nơi khác, trên bản tin TV đang nói về những người ngoài hành tinh. Bọn chúng không nói nhiều trực tiếp tấn công điên cuồng vào trái đất, vì quá hoảng sợ nên Peter bắt đầu chạy trốn và nhìn thấy vợ đang ngồi run rẩy trong góc cầu thang. Lúc này anh loạng choạng tỉnh dậy giữa nền nhà, một lần nữa tất cả vẫn chỉ là cơn ác mộng. Peter vội vàng chạy về nhà thì bên ngoài trời đã tối, anh hỏi mọi người về những đốm sáng trên bầu trời có ai thấy nó không, nhưng bọn họ đều lắc đầu không thấy gì cả. Thế là anh quyết định mua một chiếc kính thiên văn để chứng minh những gì mình nhìn thấy là sự thật. Tuy nhiên người vợ và hai cô công chúa ở nhà tỏ ra vô cùng chán nản vì anh đã thất hứa. Tối đó trong giấc ngủ, Peter tiếp tục nhìn thấy Megan, con gái út của mình, đang khóc lóc thảm thiết trên một góc phố hoang tàn. Thế là hôm sau anh quyết định sẽ đi tới bệnh viện để khám. Alice nghe xong liền vui mừng hẳn lên. Chứ cứ tiếp tục như vậy thì không chỉ một mình Peter mà cả nhà đều điên luôn mất. Trong lúc đang ngồi chờ đợi thì người đàn ông bên cạnh bất ngờ hỏi về giấc mơ của nam chính. Sau đó anh ta nói rằng có thứ gì đó đang đến gần trái đất và nhân loại, không cô đơn đâu. Nhưng họ không muốn chúng ta biết thứ gì đang tới. Thì ra người này cũng có những giấc mơ tương tự. Peter nhìn lên tường thì thấy bức tranh tự nhiên chuyển động. Khung cảnh thảm sát một lần nữa xảy ra. Hành tinh xanh bị các thế lực bên ngoài trái đất tấn công khiến loài người chìm trong đau thương và tuyệt vọng. Khi ấy, nam chính cùng với vợ và đồng nghiệp của mình cầm súng đi xuống phố bảo vệ những người dân còn sống sót cuối cùng. Tới đây thì Peter tin rằng những điều mình nhìn thấy chính là điềm báo cho thảm họa sắp xảy ra. Trở về nhà, anh đem chuyện này nói với vợ, thế nhưng Alice lại không tin và tức giận quay đầu bỏ đi. Tối hôm đó, Alice tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cùng những người bạn thân tại nhà. Tuy nhiên, Peter không tham gia mà dùng kính viễn vọng nhìn lên bầu trời để quan sát. Nhưng ngoài những ngôi sao lấp lánh tuyệt đẹp thì chẳng có gì xảy ra cả. Thậm chí anh còn bị bạn bè chế nhạo về trí tưởng tượng đầy phong phú của mình. Ai ngờ vừa mới cười xong thì thảm họa trong mơ đã thực sự xuất hiện, đủ các loại hỏa lực từ trên trời giáng xuống. Vụ nổ kinh hoàng khiến mọi người bị hất bay vào trong, sau đó người ngoài hành tinh cầm súng bắt đầu càn quét khắp nơi, ai không nhanh chân thì xác định mồ yên mà đẹp. Thấy vậy, Peter liền vội vàng đưa gia đình của mình đi trốn. Khi ấy, một người ngoài hành tinh mặc áo giáp phá cửa đi vào và nhìn thấy Megan nhỏ bé đang ẩn nấp dưới gầm bàn. Hắn dừng lại định làm hại cô bé. Đúng vào lúc nguy cấp, Peter kịp thời xuất hiện lao vào đánh nhau với hắn, nhưng rất nhanh anh đã bị gã ta khống chế. Alice thấy vậy lập tức cầm gậy phang lên hồi vào đầu người ngoài hành tinh khiến hắn gục xuống đất bất tỉnh nhân sự. Peter lấy được vũ khí của đối phương rồi nhanh chóng đưa gia đình rời đi. Tại hành lang, họ gặp lại những người bạn của mình, cả nhóm cẩn thận ra ngoài ban công để quan sát tình hình. Lúc này phi thuyền ngoài hành tinh vẫn liên tục càn quét khắp nơi, nhóm người sống phía bên kia còn chưa kịp làm gì đã bị bọn chúng phóng tên lửa giết chết tại chỗ. Thấy vậy, mọi người quyết định đi xuống bằng thang máy bên ngoài, nhưng thang máy đã bị hỏng nên vừa xuống được một đoạn đành phải trèo lại vào trong. Sau khi kiểm tra cấu tạo vũ khí của người ngoài hành tinh, họ phát hiện công nghệ của bọn chúng tương tự như người trái đất, khác cái là có thêm công nghệ sinh trắc học. Điều này đồng nghĩa chỉ chủ nhân của nó mới có thể sử dụng. Là một kỹ sư lành nghề nên chuyện này đối với Peter không phải vấn đề quá lớn. Anh dự định đưa mọi người đi tới công ty của mình, bởi vì ở đó có không gian rộng rãi và kiên cố giống như một pháo đài. Đúng lúc mọi người còn đang thảo luận làm cách nào để có thể vượt qua những kẻ xâm lược thì bất ngờ bị tấn công, gia đình người bạn bị giết chết tại chỗ. Còn cả nhà nam chính thì bị bọn chúng truy sát. May thay, Peter đã thành công mở khóa công nghệ sinh trắc học trên khẩu súng của người ngoài hành tinh, nhờ vậy mới có thể hạ gục được ba tên đang đi đến. Trong lúc dẫn vợ và hai cô con gái rời khỏi tòa nhà, anh phát hiện có một nhóm người bị đám sinh vật ngoài hành tinh kia bắt được. Nhưng chúng không bắt họ làm con tin mà ra tay thảm sát ngay tại chỗ. Đúng lúc này bọn chúng bất ngờ bị phục kích bởi một vài người có vũ trang. Nhưng nhóm người này còn chưa kịp ăn mừng thì cũng ngay lập tức bị phi thuyền của kẻ địch tiễn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Sau đó chiếc phi thuyền tiếp tục công cuộc thảm sát, gia đình Peter phải nhảy xuống ống cống dưới đất để tránh bị nó phát hiện. Họ định men theo đường này để đến công ty.
Nhưng còn chưa kịp đi thì kẻ địch đã tìm đến. Chiếc phi thuyền ngay lập tức xả một cơn mưa đạn xuống phía dưới khiến Alice bị thương nặng. Peter phải dìu vợ bước chậm rãi về phía trước. Mặt khác, tên ngoài hành tinh bị đánh ngất đã tỉnh dậy. Hắn dò tìm vị trí của gia đình nam chính thông qua khẩu súng và bắt đầu truy đuổi họ. Bên này, do Alice bị thương quá nặng nên không thể tiếp tục được nữa. Trong cơn hấp hối, cô căn dặn Peter hãy chiến đấu hết sức mình để bảo vệ các con. Đúng lúc này, gã người ngoài hành tinh đã đuổi đến. Hai bên ngay lập tức lao vào nhau giáp lá cà. Peter với được một cục đá liền phang liên tiếp vào đầu khiến mũ bảo hộ của hắn bị đập vỡ. Sau đó cầm súng khống chế đối phương, anh tức giận hét lớn hỏi tại sao hắn lại ở đây. Tại sao lại muốn hại gia đình của mình? Anh cảm thấy tò mò vì hắn đã bị đập vỡ mũ bảo hộ nhưng vẫn không chết. Thậm chí còn không cần bình dưỡng khí khi tấn công một hành tinh khác. Lúc này tên người ngoài hành tinh từ từ cởi mũ bảo hộ. Hóa ra đây là một cậu thanh niên khá đẹp trai, khuôn mặt thì hoàn toàn giống với người trái đất. Cũng có thể đây là một tổ chức khủng bố nào đó đóng giả làm người ngoài hành tinh để tấn công nước Mẽo. Nhưng Peter hiện tại hoàn toàn không có thời gian để nghĩ về điều này. Anh dùng súng đe dọa và yêu cầu thanh niên kia bế Alice tới nhà máy. Mặc dù anh hỏi rất nhiều nhưng đối phương không hề mở miệng nói bất kỳ lời nào. Tới nhà máy, anh gọi người mở cửa thì bất ngờ bị một nhóm lính có vũ trang xông ra ngoài định nổ súng. May mắn thay, ông sếp mồm lông đã kịp thời chạy đến ngăn cản. Nhưng khi nhìn thấy thanh niên ngoài hành tinh kia thì những người ở đây lại không hề có bất cứ ngạc nhiên nào cả. Lúc này trên bầu trời vô số phi thuyền đang ồ ạt kéo tới. Không còn thời gian để mà ngắm nhìn nữa, mọi người ngay lập tức chạy vào trong rồi đóng cửa lại. Alice nhanh chóng được đưa lên bàn cấp cứu. Nhưng thay vì mổ thì họ lại dùng điện kích thẳng vào vết thương khiến cơ thể của cô ấy co giật liên tục. Chứng kiến cảnh này, Peter đau lòng yêu cầu dừng lại. Thấy vậy, ông sếp liền đi tới bên cạnh an ủi. Họ biết mình đang làm gì nên cậu đừng quá lo lắng. Hãy nghĩ đến những đứa trẻ thì tốt hơn. Sau đó ông ta kêu mọi người di chuyển tới một nhà tù bỏ hoang dưới lòng đất. Ở đấy có vũ khí để tự vệ và rất an toàn vì không có ai có thể tìm thấy. Quan trọng nhất là nơi đó sẽ trở thành căn cứ kháng chiến của loài người. Đúng lúc này căn hầm bị kẻ địch tấn công nên mọi người phải di tản ngay lập tức. Lát sau, Alice được chẩn đoán vết thương quá nặng không thể qua khỏi. Còn anh chàng người ngoài hành tinh thì trực tiếp bị lôi đi xử bắn. Cuối cùng cậu ta cũng chịu mở miệng nói mình có thể cứu Alice, nhưng không ai tin một cái xác có thể hồi sinh sống lại. Thấy vậy, thanh niên này tiếp tục nói rằng mình đã tìm hiểu rất nhiều về cơ thể sinh học của con người nên hoàn toàn có thể chữa trị cho Alice. Sau một hồi suy nghĩ, Peter đã quyết định để hai cô con gái và mọi người rời đi trước, còn anh sẽ ở lại với thanh niên ngoài hành tinh để tìm cách cứu vợ. Cậu ta đưa Alice lên bàn mổ, sau đó trực tiếp dùng dao cắt vào vết thương. Peter sốt ruột hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy. Đối phương liền ngơ ngác hỏi lại một câu, anh thật sự không biết cơ thể mình là cái gì sao? Lúc này mọi chuyện bắt đầu được sáng tỏ. Những gì mà Peter biết từ khi đi học cho đến bây giờ đều bị đảo ngược hoàn toàn. Alice là một nhân vật tổng hợp AL. Vì vậy, cần phải có một nguồn năng lượng thay thế để cứu sống cô ấy. Và năng lượng này sẽ được lấy từ nguồn năng lượng của Peter. Dưới sự hướng dẫn của người ngoài hành tinh, Peter tự mổ ngực của mình ra. Bên trong giống như một cỗ máy hoàn hảo. Sau đó, thanh niên kia kết nối hai vợ chồng nam chính bằng một sợi dây cáp. Quá trình này khiến Peter bị ngất đi. Sau đó là một loạt hình ảnh dần dần hiện ra. Anh thấy mình đang đứng tại một nơi khác. Hóa ra những điều mà nam chính từng mơ thấy trước đó đều là ký ức và tất cả con người trên trái đất này đều là robot. Nhân loại đã đạt được những thành tựu to lớn về trí thông minh nhân tạo và đưa nó vào trong các cỗ máy vô tri vô giác, nhưng về sau đám robot này lại có thể tự tạo ra cảm xúc cho riêng mình. 50 năm trước, con người không muốn bị trí thông minh nhân tạo quản lý nên đã đứng dậy biểu tình phản đối. Kết quả là một cuộc thảm sát quy mô lớn đã xảy ra. Loài người không thể chống trả, chỉ có thể chấp nhận thua trận. Những ai còn sống sót đều lên phi thuyền rời khỏi trái đất tới sao hỏa để định cư. Kể từ đó, hành tinh xanh thuộc về phe người máy. Sau chiến tranh, hầu hết người máy chọn cách xóa ký ức và thiết lập lại ký ức mới cho mình. Peter, Alice và hai cô con gái vô tình trở thành một gia đình. Họ chỉ nhớ rằng bốn người là một gia đình yêu thương nhau mà không hề biết bản thân là robot. Không biết qua bao nhiêu lâu, Peter đã dần tỉnh lại. Alice lúc này cũng qua được cơn nguy kịch. Anh hỏi thanh niên kia tại sao lại giúp đỡ, bởi vì cậu ta có thể nhân cơ hội khi anh bị bất tỉnh mà xuống tay. Mike nói rằng từ khi mình sinh ra đã sống ở trên sao hỏa. Con người ở đó chưa bao giờ quay lại trái đất, tất cả những điều về trái đất chỉ được nghe ông bà kể thông qua chuyện hoặc hình vẽ. Ngay cả cách mà robot đã đuổi con người rời đi, nhân loại trên sao hỏa gọi đám robot đó là lũ quái vật, vì vậy cậu cũng chỉ biết rằng mình tới đây để diệt trừ cái ác. Nhưng sau khi trải qua mọi chuyện, Mike đã thay đổi suy nghĩ, người máy cũng có cảm xúc và gia đình. Đây không phải là điều mà cậu ta xung phong xuống trái đất để làm. Không lâu sau, Alice tỉnh lại, cô cũng nhớ lại tất cả những chuyện trong ký ức. Ở một nơi khác, những người máy tổng hợp đang hốt hoảng chạy lên tàu điện ngầm để sơ tán. Peter và Alice chia tay Mike rồi cùng nhau chạy về phía con tàu. Lúc này, đội quân của nhân loại đã đục được một lỗ xuống đường hầm. Họ đứng từ trên cao bắt đầu xả súng điên cuồng, nhưng phía robot cũng không hề thua kém. Đôi bên liên tục ăn miếng trả miếng, chẳng ai chịu nhường ai. Tuy nhiên, số lượng con người vô cùng đông đảo.
họ phá cửa rồi ồ ạt đi vào bên trong. Đối mặt với sức tấn công như vũ bão của nhân loại, đám robot chỉ có thể bỏ chạy về phía sau và cố gắng yểm trợ những người khác lên tàu. Đúng lúc con tàu vừa di chuyển thì Peter và Alice chạy tới. Thấy vậy, sếp của anh đành phải cho tàu dừng lại, mặc kệ đằng sau là cả đoàn người đang giận dữ phá cửa xông vào. Cả nhà Peter vẫn cứ ôm nhau đoàn tụ cho cảm động cái đã. Sau đó mọi người nhanh chân chạy lên tàu rời đi, khi phe nhân loại đuổi tới liền bị ụ súng máy bắn chết tại chỗ. Ở trên tàu, lão sếp nhận ra Peter đã khôi phục lại ký ức. Ông ta nói rằng trước đó chỉ có một vài thủ lĩnh mới có thể giữ lại ký ức để ngăn cản con người tấn công, nhưng lần này sẽ khác. Chúng ta sẽ không làm như vậy nữa. Ông muốn giữ lại ký ức ngày thảm sát hôm nay cho các người máy, bởi vì chuyện này vẫn chưa kết thúc. Lát sau, con tàu di chuyển ra khỏi đường hầm, Peter và gia đình nhìn qua cửa sổ với nét mặt đầy trầm tư. Có thể nói rằng phe robot đã bị con người đánh bại, vì vậy bọn họ bắt buộc phải di chuyển tới căn cứ dưới lòng đất, đồng thời phá hủy cây cầu và lối vào. Trong tương lai, họ sẽ một lần nữa đi lên và chiếm lại cái gọi là quê hương của mình. Bộ phim ảo Malazada đến đây là kết thúc, mặc dù có nhiều tình tiết không được hợp lý cho lắm. Nhưng đạo diễn cũng đã đưa ra được thông điệp rất rõ ràng, nếu con người không biết cách kiểm soát công nghệ do mình tạo ra, thì con người có thể bị chính những công nghệ đó tiêu diệt.